Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống An Vui. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý khán giả dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Quý vị thân mến, nếu được lựa chọn một bữa ăn mà bạn cảm thấy là ngon miệng nhất thì câu trả lời của bạn sẽ là gì ạ? Với cá nhân tôi thì tôi rất thích ăn vào buổi tối. Và theo một khảo sát nhỏ từ 100 người ở độ tuổi từ 10 đến 50 thì có đến 40 người cảm thấy rằng ăn tối khiến họ cảm thấy vui vẻ hơn và lấy lại được nguồn năng lượng sau giờ làm mệt mỏi. Tuy nhiên, bữa ăn này được các chuyên gia dinh dưỡng cho là bữa ăn gây hại nhiều nhất cho sức khỏe. Đặc biệt, có những loại đồ ăn nếu ăn vào buổi tối thì chẳng những không mang lại lợi ích gì mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể của bạn. Theo các nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, các thực phẩm này có thể ăn ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Nhưng đặc biệt, kiêng kỵ vào buổi tối vì có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi quá độ, khó ngủ, đau dạ dày và cực kỳ có hại cho gan thận. Và liệu các bạn có đang sử dụng chúng mỗi tối? Để biết được đó là những loại thực phẩm gây hại nào cho sức khỏe mà bạn cần phải tránh xa thì hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay của Sống An Vui nhé! Thứ nhất, ăn sô-cô-la gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Có lẽ bạn chưa biết rằng trong mọi loại sô-cô-la đều có chứa caffeine, một chất kích thích giúp chúng ta tỉnh táo và không buồn ngủ. Vì vậy, nếu bạn ăn sô-cô-la trước khi đi ngủ sẽ khiến cơ thể không thể nào rơi vào trạng thái tĩnh tâm để đi vào giấc ngủ, gây khó ngủ. Điều này không hề tốt cho sức khỏe tí nào đâu nhé, vì nó làm cho cơ thể không được nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động. Để đảm bảo các cơ quan tế bào được nghỉ ngơi và hồi phục tốt, bạn không nên ăn sô-cô-la vào buổi tối để tránh tình trạng khó ngủ, dẫn đến mất ngủ. Thứ hai, ăn chuối khiến niêm dịch tăng mạnh. Chuối cực tốt cho sức khỏe cũng nằm trong danh sách thực phẩm giảm cân an toàn. Nhưng ăn chuối lúc nào là tốt và lúc nào là không tốt không phải tất cả chúng ta đều biết. Chuối nếu ăn vào buổi tối sẽ dẫn đến hình thành niêm dịch bên trong dạ dày. Điều này hoàn toàn không tốt vì niêm dịch quá nhiều dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày, ợ chua, khó tiêu. Bạn chỉ nên ăn chuối vào buổi trưa để giúp hỗ trợ tiêu hóa. Thứ ba, ăn trái cây có nhiều vitamin C làm tăng hàm lượng axit. Trái cây rất tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ. Tuy nhiên, không phải chúng ta muốn ăn trái cây lúc nào cũng được, đặc biệt là những trái cây có múi giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi. Khi ăn buổi tối, vitamin C sẽ biến thành trì trong bụng chúng ta, gây nặng bụng. Đồng thời, chất chua làm tăng thêm hàm lượng axit trong dạ dày, gây khó tiêu, dẫn đến viêm dạ dày. Ăn nhiều vào buổi tối còn dẫn đến đầy khí trong bụng, gây trướng bụng, khiến chúng ta khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Do đó, bạn nên hạn chế ăn những loại trái cây này sau bữa cơm tối. Nếu muốn ăn, chỉ nên ăn một lượng nhỏ và cách cơm tối 30 phút để thức ăn được tiêu hóa bớt. Thứ tư, ăn đường gây béo phì. Đường tuy giúp làm tăng lượng đường huyết trong máu những khi chúng ta mệt mỏi do hoạt động nhiều, nhưng có những lúc bạn không nên ăn đường. Khi nạp đường vào cơ thể lúc tối không chỉ khiến bạn tăng cân nhanh, mà insulin cũng không hoạt động được hết công suất để kiểm soát lượng đường và dễ dẫn đến bệnh tiểu đường. Không chỉ vậy, chất ngọt của đường làm chúng ta mất ngủ, ảnh hưởng đến cơ thể. Tốt nhất nên ăn đường vào buổi sáng để insulin làm việc mạnh mẽ, giúp tiêu thụ hết lượng đường nạp vào. Thứ năm, ăn phô mai, phô mát dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim. Có lẽ không ai không thích phô mai và phô mát. Chúng chính là thành phần tạo nên hương vị béo ngậy, thơm ngon cho món ăn, nhưng ăn bất kể thời điểm nào thì không tốt. Nếu bạn ăn phô mai, phô mát vào buổi tối dễ dẫn đến chứng khó tiêu. Lượng chất béo còn khiến bạn tăng cân chóng mặt. Bên cạnh đó, các chất béo bão hòa, cholesterol có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Bạn chỉ nên ăn phô mai, phô mát lúc sáng sớm. Như vậy, tiêu hóa sẽ tốt hơn. Thứ 6. Ăn thịt tái sống vào buổi tối khó ngủ sâu. Chắc chắn một miếng bít tết chín tái còn đỏ quả là sức hấp dẫn khó cưỡng đúng không nào? Tuy nhiên, buổi tối chúng ta không nên ăn đâu nhé. Đơn giản vì lượng sắc tố đỏ của thịt chín tái kéo dài chu trình hoạt động tự nhiên của cơ thể, khiến dạ dày phải hoạt động mạnh hơn so với ăn thịt chín để tiêu hóa hết thức ăn. Lý do này chính là nguyên nhân làm khó đạt được giấc ngủ sâu, thậm chí gây khó ngủ, cơ thể mệt mỏi. Protein cao còn gây khó khăn cho hệ thống tiêu hóa. Thứ 7. Ngũ cốc khiến dạ dày không được nghỉ ngơi. Buổi sáng ăn một tô ngũ cốc với sữa chắc chắn cung cấp đủ năng lượng cho bạn rồi. Tuy nhiên, bạn không nên ăn ngũ cốc vào buổi tối. Hàm lượng tinh bột và đường khiến cơ thể không được nghỉ ngơi vì phải vận động hết toàn bộ các cơ năng, đặc biệt là dạ dày để tiêu hóa ngũ cốc và gây nên tình trạng khó ngủ, cơ thể uể oải. Thứ 8. Ăn các loại mì, mì ống, mì ăn liền làm chậm đồng hồ sinh học.
Mì ăn liền vốn đã trở thành món ăn không thể thiếu của chúng ta vì tính chất nhanh, gọn lẹ và hương vị đa dạng hấp dẫn. Nhiều người dùng thành bữa chính, thậm chí sáng, trưa, chiều, tối đều ăn. Nhưng mì ăn liền và các món ăn với mì nói chung không nên dùng vào buổi tối. Lượng carbon hydrate trong mì luôn ở mức cao, nhanh chóng chuyển hóa thành chất béo sẽ gây béo phì. Đồng thời, nó còn khiến đồng hồ sinh học chậm lại, cơ thể mệt mỏi hơn vào sáng sớm vì tối đã phải vất vả để tiêu hóa hết lượng mì đã ăn. Vì vậy, nếu đang cố gắng thiết lập thực đơn lành mạnh vào ban đêm, bạn nên thử những thực phẩm khác. Thứ 9. Ăn thực phẩm có nhiều chất béo làm cơ thể thiếu năng lượng. Trong các thực phẩm như hamburger, khoai tây chiên, pizza chứa rất nhiều chất béo nên ăn vào buổi tối sẽ gây rối loạn tiêu hóa, dạ dày bị ảnh hưởng và hệ thống tiêu hóa không thể hoạt động bình thường. Ngoài ra, những thực phẩm này còn khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng cho ngày hôm sau hoạt động. Thứ 10. Uống nước có ga, cồn gây khó ngủ. Nhiều người có thói quen uống một ly rượu vào buổi tối để dễ ngủ, tuy nhiên nó trái ngược hoàn toàn và khiến bạn trằn trọc nguyên đêm không thể nào ngủ được. Bạn cũng không còn năng lượng để ngày hôm sau hoạt động. Chúng ta hay có thói quen sau bữa cơm tối hay uống các loại nước có ga để thức ăn tiêu hóa tốt hơn. Nhưng điều này là không nên. Các chất béo bão hòa, caffeine, đường trong nước ngọt có ga không hề có tí giá trị dinh dưỡng nào đối với cơ thể. Không những vậy còn khiến bạn khó ngủ. Và cuối cùng, ăn bánh kẹo gây chướng bụng. Buổi tối là lúc cơn thèm ăn vặt tăng cao, vì vậy chúng ta hay nhâm nhi các loại bánh kẹo mà không hề biết rằng nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Bánh kẹo chứa hàm lượng đường và chất béo rất cao, bạn sẽ bị tăng cân, đầy bụng và khó ngủ nếu ăn chúng. Tốt nhất là hãy tránh xa chúng ra. Quý vị và các bạn thân mến, hãy để thức ăn của mình chính là liều thuốc bổ quý giá của cơ thể để bản thân mình tránh xa những thực phẩm mà Sống Ăn Vui đã chia sẻ vào mỗi buổi tối nhé. Đồng thời, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên rằng nên ăn rau xanh, hoa quả hoặc các đồ ít chiên dầu mỡ để dễ tiêu hóa hơn. Bên cạnh đó, cũng có một số loại đồ uống vào buổi tối có tác dụng hiệu quả đối với những ai đang bị chứng mất ngủ, khó tiêu và rất bổ cho ngũ tạng. Và đấy cũng chính là phần nội dung tiếp theo của video. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thức uống đầu tiên mà bạn không nên bỏ qua, trà tâm sen. Trong dân gian, đây là loại trà thường được truyền tay nhau nhiều nhất để khắc phục chứng mất ngủ. Tâm sen được sử dụng từ lâu là một vị thuốc có tác dụng ổn định tinh thần, giúp thanh nhiệt, kích thích ngủ ngon. Tuy nhiên, trà tâm sen có vị đắng nên hơi khó uống trong quá trình sử dụng. Nghiên cứu cho thấy trong tâm sen chứa alkaloid, flavonoid cùng các axit amin. Chính thành phần alkaloid trong tâm sen có tác dụng ngủ ngon, nhưng nếu sử dụng không đúng các thành phần này có thể gây độc cho cơ thể. Do đó, bạn nên chọn tâm sen có nguồn gốc rõ ràng, sao vàng tâm sen trước khi sử dụng để loại bỏ bớt độc tố. Hướng dẫn pha. Cách pha trà tâm sen cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cho 2 thìa tâm sen vào bình hay ấm, rót khoảng 500ml nước sôi vào, sau 15 phút là dùng được ngay. Bạn có thể dùng trà tâm sen thay thế các loại trà bạn uống hàng ngày, kiên trì uống khoảng 1 tuần, bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt. Nếu bạn có nhu cầu muốn sử dụng kéo dài, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng. Loại thức uống thứ hai mà bạn nên uống trước khi đi ngủ, trà hoa cúc. Trà hoa cúc là loại trà được ưu tiên sử dụng nhiều trong các loại trà hoa với mục đích giúp cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng lo âu. Trong đông y, hoa cúc được sử dụng là vị thuốc làm dịu thần kinh, giúp chữa trị làm lành nhiều bệnh lý gây khó chịu cho con người. Nghiên cứu cho thấy loại hoa này chứa lectins, sauquipin, hoạt chất giúp giải độc gan, làm cơ thể thư giãn dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ. Ngoài ra, mùi thơm của trà hoa cúc cũng khiến bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hướng dẫn pha: rửa sạch hoa cúc để ráo nước, sau đó đun sôi nước và thả hoa cúc, đun tiếp 3 phút nữa rồi tắt bếp. Trà hoa cúc có vị đắng, nếu thấy khó uống bạn có thể thêm cam thảo nấu cùng hoa cúc. Lưu ý, những người bị lạnh bụng, tiêu chảy, ớn lạnh, chân tay lạnh, hạ huyết áp không nên dùng trà hoa cúc. Thứ ba, trà gừng là một lựa chọn tốt. Gừng là một loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn của gia đình người Việt Nam. Trong đông y, gừng có vị cay, tính ấm, được kết hợp với các bài thuốc chữa trị chứng mất ngủ. Vào mùa đông lạnh, sử dụng trà gừng góp phần làm ấm cơ thể, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể, giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn. Hướng dẫn pha: chỉ cần 1/2 củ gừng thái lát cho vào 500ml nước sôi đun lên. Khi nước sôi, cho thêm 1-2 thìa đường, rồi đun thêm 5 phút nữa là bạn có cốc trà gừng ngon tuyệt. Trong trường hợp bận rộn không thể tự chế biến, bạn có thể mua các gói trà gừng đóng sẵn bán tại các hiệu thuốc hay siêu thị. Uống trà này ngày 2 lần vào trưa và chiều, giấc ngủ của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Thứ tư, trà hoa tam thất.
Trà hoa tam thất chữa mất ngủ được chế biến từ nụ hoa mới chớm nở của cây tam thất phơi khô hoặc sấy khô sau đó tán bột, pha nước uống như pha trà. Trong thành phần của trà hoa tam thất có chứa một hoạt chất có tác dụng làm tăng tuần hoàn máu và giúp an thần. Trước khi đi ngủ, uống một cốc trà hoa tam thất sẽ khiến bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu, đem lại sự sảng khoái sau khi thức dậy vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, người bị huyết áp thấp không nên dùng. Hướng dẫn pha: ngâm 3 đến 5 nụ hoa tam thất khô vào nước nóng, đợi khoảng 1 đến 2 phút thì đổ nước lần đầu để làm tinh sạch hoa, sau đó chế thêm nước sôi để hãm trà. Bạn có thể hãm lại nhiều lần cho đến khi trà không còn vị đắng, bỏ bã và thay đợt mới. Quý vị và các bạn thân mến, với những kiến thức vừa rồi mà Sống An Vui vừa chia sẻ, hy vọng rằng các bạn sẽ lựa chọn cho mình được một chế độ ăn uống phù hợp và đảm bảo sức khỏe nhé. Ngoài ra, Sống An Vui còn có rất nhiều video hữu ích về kiến thức sức khỏe và dinh dưỡng. Để tiếp tục đón xem, hãy click vào bên trái hoặc bên phải của màn hình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.